Chào quý vị, anh chị, cô chú. Hôm nay em với phụ giờ đi đến quán đồ cũ để mua một vài cái đồng hồ cho một vài anh chị em có đặt. Thì hôm trước em đăng cái video về cái đồng hồ đấy, nó sell off. Các bạn có thể thấy là anh chị của chú có thể thấy là nó sell off tối đa đến tận 87% này. Có những con này, ví dụ con này 16 triệu đi, con ngoài cùng ạ, 16 17 triệu gì đấy, thì nó giảm xuống còn hơn 2 triệu một chút. Không hiểu tại sao nó sell sốc như vậy. Cái này thì là máy chạy pin thôi, chứ không phải là máy cơ. Mấy con này là 3-4 con trên này là xe ọp này là chạy pin hết nha quý vị anh chị. Con ví dụ con này 14-15 triệu thì xuống còn 2 triệu hết. Còn con khủng nhất mà xeo ở đây thì là ở trên này ạ. Đây, trên này thì có mấy con của hãng này là hãng Daniel và Douglas. Nó giảm từ 15 man là khoảng tầm 32 triệu xuống 9/9 là rơi vào tầm 2 triệu 2 đấy. Nó giảm khoảng tầm nó giảm khoảng tầm 30 triệu gì đấy, gần 30 triệu nhá. Kinh khủng thật. Nhưng mà cái quai này thì em ở đây trong lồng kính không cầm được, nhưng mà em đánh giá cái quai này nó cũng kém thôi. Chắc là cái quai nó kém hơn nên là cái giá nó rẻ hơn. Và cái mặt của cái đồng hồ này, cái chất lượng cái mặt ngoài chắc là cũng kém hơn. Em nhìn có thể thấy được cái sự kém hơn. Ba con mấy con chân này thì là nó chạy bằng máy cơ tự động, có ghi tự động cuốn là chữ Hán. Đấy, mấy cái này đều là 15 man xuống còn 1 man là 32 triệu xuống còn 2,2 triệu nha quý vị. Rẻ kinh khủng ạ, giật mình luôn. Rồi em sẽ quay thật chậm lại cho quý vị anh chị cùng xem, vì trước em quay thì có mấy anh chị kêu hơi nhanh. Đây, có thể anh chị có thể thấy được cái mã của nó nhá, JH014DS chẳng hạn, JH003DG chẳng hạn. Đấy, thì mã của nó đấy, và giá của nó thì là cái tiền yên Nhật này, ví dụ 13900 này nhân 220 tỷ giá tiền Nhật, nó gấp 220 lần Việt Nam đồng thì nó sẽ ra tiền hàng của nó. Cước gửi về thì cái này Nhật sẽ tính thành một cân với một cái đồng hồ và phụ thu, nó trên mỗi cái nó sẽ là tầm 400.000 một cái đồng hồ thôi, 300-400.000 một cái đồng hồ mới như thế này. Còn đồng hồ cũ mà giá tầm mấy trăm nghìn thì người ta tính cân, không người ta không tính phụ thu nữa. Đồng hồ mới thì người ta sẽ phụ thu khoảng tầm 100-200.000 tùy giá trị, nó cũng rẻ thôi. Nên là bỏ ra mấy triệu mua một cái đồng hồ thì một vài trăm thêm tiền phụ thu chắc là không vấn đề gì ạ. Ở trên này có nhiều cái ở trên rất là đẹp, có mấy anh cũng nhờ em mua, mấy anh khách có mua của em lần trước rồi, có mấy con của Daniel và Douglas trên kia 9/9 cũng là 15 man xuống 9/9 cũng là máy cơ tự động luôn ạ. Mấy con trên cùng có mấy anh có chụp ảnh với em mua mấy con đấy, thì giá các anh bảo là trước khi mua chụp ảnh kỹ cho anh kỹ thì không kỹ được, vì ở trong cái tủ kính của người ta khóa này. Em sẽ quay xuống vì anh chị thấy đấy, người ta khóa lại rồi, vì những cái hàng này hàng mới giá trị nó cũng cao, không phải là thấp. Người ta sell off nhưng mà giá trị nguyên chất của nó thì vẫn là rất là cao. Từ cái cột trên này của hàng G Harrison và Daniel Douglas này thì là hàng máy cơ tự động hết nha quý vị anh chị. Giá em có thể thấy được từ trước giờ chưa kỹ khi nào nó giảm giá hơi như thế này, từ 30 triệu mà xuống 2 triệu thì 32 triệu xuống 2 triệu thì chỉ có trong mơ thôi, nhưng mà lần này thì thấy được. Không hiểu sao mà người ta lại ra sell rẻ đến mức kinh khủng như vậy. Em sẽ giơ lên từ từ cho quý vị anh chị cùng nhìn cái mã và ưng con nào thì chụp ảnh màn hình lại cho em. Em sẽ mua, và giá thì giá tiền yên Nhật đỏ đấy thì sẽ nhân với 220 lần ra tiền Việt Nam ạ. Đây, và hôm nay thì em sẽ đi mua cái sản phẩm này ở dưới đây, ra sản phẩm đồng hồ mã MJ037-1 và một cái sản phẩm phía bên góc đầu kia cho một anh bạn ở bên Nhật này. Thì em hôm nay sẽ mua hai cái trước, và cuối tuần thì anh chị nào có nhu cầu mua thì em sẽ đi mua một lần nữa. Cuối tuần thì em sẽ đi chợ và đây thì em sẽ mua nữa. Em sẽ mua con Mauro Gerardi này, MJ037-1 này. Con này thì là máy chạy pin thôi, chứ không phải là máy cơ nha quý vị. Nhưng mà con này thì nó chịu được điện, nó chịu được áp khí, áp lực là khí áp là 10, tương đương khoảng là
gì à? Một áp kỹ là 1 mét hay là thế nào đấy ạ? Là chịu được với ở trong nước 1 mét thế nào đấy, em không không sành lắm về mấy cái đồng hồ lắm. Trong mấy con ở đây, 4 con ở đây thì có cái con 037-1 này nó chịu được áp kỹ 10, còn lại là hai con 032-3 và 034-2 này nó giờ chịu được áp khí là 3, và cái con này thì áp khí không thấy ghi, cũng là áp khí 10 luôn. 034 này cũng áp khí 10 luôn, chịu được 10 mét nước hay là sao ấy, hay là 100 mét thì đấy, em không không có sành lắm. Vậy anh chị nào biết thì chỉ giúp em. Còn về muốn rẻ thì dưới này mấy con của Dolce này rất là rẻ này. Em cũng tính mua một con với cái mặt Dolce 2 đồng hồ này ở dưới này, có 5 sen 6, 5 sen 9, khoảng tầm 1,3 triệu gì đấy. Còn đợi đấy, đấy. Nó rất là rẻ, giá không thấy giá cũ của nó vì người ta giảm đè lên rồi. Em có thể thấy được bên trong là 9 sen bao nhiêu đấy thì người ta đã giảm đi khoảng 1/3, thì khoảng tầm còn 7 sen, 7 sen thì nó là tầm 1,5 triệu một con như thế này. Thì mấy con này đều rất là rẻ. Đây là của Dolce, Dolce và Seghetto. Đấy, thì giá khoảng dao động từ khoảng 5 sen đến 7 sen thì tương đương khoảng tầm 1,2 triệu cho đến 1,7 triệu gì đấy. Đây là giá đặc biệt đấy, người ta có ghi giảm giá đặc biệt. Rồi, trên này còn 15 mai xuống 1 mai. Con nó mình lắm. Choáng. Còn phía bên này thì cũng khá là rẻ, nó rơi tầm 1,5 à 1,7 500, không có giá cũ nó, nhưng mà có giá mới thôi. Cái giá mới thì không biết là nó giảm giá bao nhiêu phần trăm hay là không giảm thì không rõ lắm, nhưng giá hiện tại thì cái từ này vẫn khá đắt. Chất lượng quay này thì không đánh giá cao lắm, nhưng mà 4 con ở giữa này thì đều là máy cơ trần trồi hết ruột gan, 5 con này trồi hết ruột gan, và nó có là máy cơ tự động, nó có ghi chữ tự động và chữ cuốn ở trên đồng hồ. Đây, cái khu này là máy cơ tự động hết đấy. Còn đây thì bên này đồng hồ nữ, đây nó quay luôn, chắc anh chị hỏi là đồng hồ nữ quay luôn để anh sẽ cùng xem. Đây, máy có hãng Lilith giảm 44%, 45% luôn. Thì em sẽ cũng không sành lắm nên em sẽ quay chậm lại cho quý vị anh chị nào có ưng con nào thì chụp màn hình lại giúp em, có mã và có giá trị tiền nó đấy, số giảm giá luôn. Đây, cái này là mấy con Seco. Em sẽ quay từ từ để anh chị có thể nhìn nó dễ mã và hình dáng của nó. Trước em quay cho một số anh chị có kêu là vẫn còn nhanh nên hôm nay sẽ quay thật chậm, không sợ vào kính vân tay người ta. Đây mã đấy và giá tiền nó 1,4 xuống còn 9,8. Và xuống tầng dưới này là của thằng Lilith này, cũng giảm 45%, 50% luôn, rất đẹp đấy, trong hộp rất đẹp. Tầng dưới có mấy con đẹp hơn nữa thì em sẽ lướt xuống để dừng ở mỗi con một mấy giây thì anh chị có thể là chọn cho nó dễ. Ở dưới này có mấy con khá đẹp, giảm 30%. Xong bên này có mấy con rất đẹp, đồng hồ nữ. Cái này thì không thấy ghi giảm giá, nhưng mà giá cũng rất là rẻ thôi, 1 mai cho đến 1,5 triệu, tầm hơn 2 triệu cho đến gần 3,5 triệu. Chỗ này là mấy con dòng giá rẻ hơn này, tầm mấy sen, tầm hơn 1 triệu cho đến 1,5 triệu, 2 triệu. Đây, em sẽ rê hết sức chậm chậm để quý vị anh chị có thể thấy được cái mã và hình dáng của nó. Rồi có nhu cầu mua con nào thì chụp màn hình lại gửi cho em thôi, em sẽ báo giá gửi về đến Việt Nam.
Em rất cảm ơn một số anh chị đã ủng hộ sau khi em đăng cái video mua đi quay về cái đồng hồ giảm giá đây. Thì có một vài anh chị đã đặt hàng và chuyển tiền trước, và tin tưởng chuyển tiền trước cho em để em mua. Em cũng chân thành cảm ơn. Ở bên này có mấy con nữa, mấy cái đồng hồ nữ ở đây đẹp ở trong lồng kính. Sau em sẽ đi quay thêm, này thì em hơi vội một chút, giá bên này hơi cao một chút. Đấy, em xin chấm dứt video tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn lần sau.